Thanh niên vác bao tải tiền lẻ 3 năm tiết kiệm ăn sáng tới ngân hàng. Bao tải tiền khá nặng nên anh Vũ đã phải nhờ bảo vệ ngân hàng vác hộ vào trong. Mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên mang một bao tải tiền lẻ tới ngân hàng đổi. Theo như chia sẻ, vị khách này đã tiết kiệm số tiền trên trong vòng 3 năm. Núi tiền lẻ buộc thành từng cọc khiến nhiều người choáng váng. Không thể sử dụng máy đếm, ngân hàng đã huy động 2 nhân viên kiểm lại số tiền. Sau nửa buổi chiều, số tiền đếm được tổng cộng khoảng hơn 109 triệu, gồm các mệnh giá như 14 tờ 500 nghìn, 15 tờ 200 nghìn, 29 tờ 100 nghìn, 125 tờ 50 nghìn, 688 tờ 20 nghìn. Trong đó mệnh giá 1 nghìn chiếm số lượng nhiều nhất, tổng 13.100 tờ. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng với hàng nghìn lượt xem và bình luận. Ai cũng cảm thấy choáng váng về số tiền khủng. Nhiều người tò mò không biết thanh niên làm thế nào để có một số lượng lớn tiền lẻ như vậy. Trích một số bình luận, quá nể luôn, mình cũng để dành kiểu vậy. Nhưng lâu lâu đếm tiền lẻ rồi đổi thành tiền 200.000, 500.000 bỏ heo cho tiện, sau này đỡ đếm nhiều cực. Các bạn trẻ nên học thói quen tiết kiệm như vậy, tích tiểu thành đại. Hơn 109 triệu trong vòng 3 năm, tương đương mỗi sáng để dành hơn 100k tiền ăn. Đại gia đó chứ đùa. Được biết, chủ nhân của đoạn clip trên là anh Đào Tuấn Vũ, đang kinh doanh tự do tại Hà Nội. Anh Vũ cho biết số tiền trên được tiết kiệm từ năm 2019, khi đập heo đất, anh khá bất ngờ với thành quả sau 3 năm. Mình đi làm hay tiêu gì đó có thừa tiền lẻ mình thường để một chỗ. Thì thoảng quên, chỗ tiền để ra được nhiều thì lại quyết tâm để cho nhiều hơn, anh Vũ cho biết. Số tiền được anh Vũ vuốt phẳng phiu, buộc sẵn các thép 100 tờ. Khi đến ngân hàng, bao tải tiền khá nặng nên anh phải nhờ bảo vệ mang vào giúp. Anh Vũ dự định sẽ dùng số tiền trên để đưa gia đình cùng đi du lịch.